Các bạn đang xem video là bọc răng sứ hay bọc răng sứ có đau không? Bạn này là do tai nạn nhé, mất hai răng và tôi sẽ làm bọc răng sứ cho các bạn. Đây răng sứ nhé, đây là răng toàn sứ này, bôi keo vào và bây giờ chỉ việc gắn thôi. Quá tuyệt vời luôn, các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. Và khi gắn nhé, nếu các anh em nha sĩ mà đang xem nhé, các bạn gắn là phải gì ạ? Cho keo phải thừa, phải phê ra, chỉ cái này mới đủ thôi các bạn nữa. Nên là anh em nào mà đang xem video này thì thấy hay thì hào phóng là like comment nhé. Đây ca này ca cầu răng sứ tai nạn nha. Rồi, anh chúc miệng.